Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình về được thêm một chiếc Seiko bản Limited Edition. Hôm trước thì mình đã về chiếc Sari 136, đó là cái mã nội địa. Còn hôm nay mình về một bản Limited bản mã quốc tế. Và chiếc này thì sẽ có mã là SRPD36G1. Các bạn có thể thấy ở đây, và nó sử dụng caliber là 4R35. Vẫn một cái phong cách đóng gói đặc trưng của Seiko với những dòng Limited. Thì chúng ta sẽ có ở đây là hai dây, bao gồm một dây dập vân cá sấu tặng kèm và một dây da bò màu nâu đậm ở đây. Đó, và thân của chúng ta thì thân chiếc đồng hồ này thì sẽ sử dụng đó là màu vàng, và theo như cái của Seiko thì màu vàng này sẽ là màu vàng đặc biệt, đó là màu vàng cốc tai. Đó, và mình sẽ bỏ trên tay ra bằng sơn phanh. Chiếc Sari 136 cái mình có trên tay thì đó là một chiếc có thêm kim power reserve, và lịch ngày của chúng ta thì được đặt ở góc 6 giờ. Còn với chiếc đồng hồ này của chúng ta thì sẽ là 3 kim 1 lịch. Đó, phiên bản rất là căn bản của chiếc đồng hồ này. Vẫn mặt dial cực kỳ đặc trưng của dòng sản phẩm này, với mặt dial màu nâu. Và các bạn có thể thấy là cái màu nâu này theo như họ nói là cốc tai old fashion, thì màu nâu này đây là màu nâu khá là đẹp, với cái màu nâu ở giữa nó sáng và nó đậm dần ra phía ngoài. Đó. Và mặt của nó thì cũng có những cái vân sần rất là lạ. Chiếc này thì của chúng ta thì sẽ có bộ kim cọc được làm màu vàng champagne yellow gold, và cái phần thân của chúng ta cũng được làm màu đó, và đây là cái màu đặc trưng của dòng cốc tai mà chưa có trên những cái dòng cốc tai khác. Chúng ta có logo Seiko ở góc 12 giờ, ở góc 6 giờ chúng ta có logo Preset Automatic, và ở góc 3 giờ của chúng ta thì sẽ có ô lịch ngày. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có logo chữ S của Seiko ở trên cái núm. Kính của chiếc này sử dụng là kính Hatlex, và nó được làm kính cong vòm dạng curvex. Thì với cái kính này thì nó sẽ khá là dày, và các bạn dùng thì sẽ nó có hiệu ứng vòm rất là đẹp. Và ngoài ra với cái hiệu ứng vòm này thì chúng ta có thể thấy là nó được làm rất là tuyệt vời. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ có đó là bộ máy 4R35B. Bộ máy này thì có 23 chân kính, có 21.600 tần số động, và có khoảng 42 giờ tích cóp. Thì đây là một trong những cái bộ máy đặc trưng và trong cái phân khúc tầm trung của Seiko. Chiếc này thì sẽ được sản xuất tại Nhật Bản, có dòng chữ Made in Japan ở đây, có độ chống nước của nó và có Limited Edition. Như các bạn thấy ở đây là Limited Edition, và chiếc này thì sẽ có độ chống nước là 53. Đó. Với một phiên bản được làm 18.000 chiếc thì chiếc mình đang có đây là 2.724 chiếc trên 8.000. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Đáy sau còn nguyên ni lông nên mình sẽ không bóc ra. Đó. Chiếc này sẽ có size là 39.5mm và nó sẽ các bạn, chiếc này có size là 40.5mm và nó sẽ phù hợp với tay các bạn khoảng 16cm. Đeo chiếc này là đẹp. Sợi dây da sẽ đi kèm với một cái khóa bấm, và khóa bấm này cũng đặc trưng của dòng preset của Seiko. Nếu như các bạn quan tâm nhiều dòng này thì các bạn sẽ thấy nó là cái khóa bấm rất là quen thuộc. Đó. Trên cái tag này thì không có gì nhiều, nó cũng chỉ có tên mã và caliber thôi. Đó. Và ngoài ra thì chiếc này thì nó có hai sợi dây đi kèm, với cả cái hộp nó rất là đẹp và xịn sò. Chiếc này thì bên mình bán rẻ hơn so với chiếc Power Reserve kia cũng khá nhiều. Chiếc Power Reserve kia thì cũng đã về thêm hàng, và nó có chiếc này như chiếc 3 kim 1 lịch này có giá là 11.990.000. Còn với chiếc Seiko Preset mà Limited kia, Sari 136 kia thì nó có giá là 13.900.000. Hiện tại đang có sẵn hai phiên bản. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc nào thì anh em có thể liên hệ bên mình để mua và sử dụng. Đó. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.